Xin chào các bạn, hôm nay Tofu sẽ trình đến cho các bạn một bộ phim hành động Hành trình vượt ngục 2 The Condemned 2. Nếu như bạn tập hợp một nhóm những kẻ liều lĩnh cùng vào trong một trò chơi, sau đó để họ giết chết lẫn nhau, mỗi người chơi đều bị đe dọa đến tính mạng. Một là giết người, hai là bị giết. Chính vì vậy đã tạo ra một trận chiến ác liệt. Các bạn hãy cùng Tofu bước vào trò chơi này nhé. Đây là người đàn ông đã tổ chức trò chơi chết chóc đó. Vị trí của trò chơi là một tòa nhà bằng thép kín gió. Ở đó có 1 triệu USD tiền mặt, hai người đàn ông bị trói trên một chiếc ghế, bị tiêm một loại thuốc độc riêng biệt. Sau đó họ sẽ quan sát xem ai sống được lâu hơn. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, ai đoán trúng người sống sót thì sẽ thắng được số tiền đó. Mỗi một lần chơi như vậy sẽ lấy đi mạng sống của hai con tin. Người đàn ông này tên Cyrus, là một nhà văn nổi tiếng. Trong lúc bọn họ đang trong trò chơi, một nhóm những kẻ liều lĩnh chỉ muốn tiền mà không muốn mất mạng, tay cầm súng hiên ngang bước vào, giết chết hết những tên bảo vệ trên tầng. Chúng tiến vào khu vực trò chơi, họ là những thợ săn tiền thưởng, đến đây để bắt Cyrus. Cyrus bị bao vây tại chỗ, hắn ra đòn đánh trả, nhưng bị nam chính Will tung một cú đấm, làm hắn ngã xuống trúng thanh sắt chết tại chỗ. Bởi vì thợ săn tiền thưởng chỉ được bắt người, không được phép làm họ chết, nên Will cũng vì thế mà trở thành tù nhân. Anh bị kết án 2 năm tù treo. Trong 2 năm này, anh phải vô cùng cẩn trọng. Kết thúc phiên tòa, anh trở về nhà, cùng làm việc với bố trong tiệm sửa xe. Vài ngày sau, anh nhận được tin nhắn từ Danny về việc bảo dưỡng xe. Anh lái chiếc xe đầu kéo lên đường. Thật trùng hợp, khách hàng của vụ xe cộ này lại không phải ai khác, mà chính là đồng đội trước kia của Will, Michael. Hai người ôn lại chuyện cũ tại một quán rượu nhỏ bên đường. Thế nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện, Will đột nhiên phát hiện ra phía ngoài có máy bay không người lái đang quan sát mình. Hóa ra Michael đến đây là để giết anh. Michael rút súng chỉ vào Will. Will bị tấn công dồn dập, anh trốn sau quầy lễ tân. Michael cầm theo súng từ từ tiến lại gần, thế nhưng lại bị Will bất ngờ tấn công từ đằng sau. Anh dùng bình cứu hỏa xịt vào hắn, đánh khẩu súng hắn văng lên bàn bia. Will kẹp đầu hắn lại, tức giận bật Michael xuống bàn, sau đó trèo lên giữa hắn lại, hỏi hắn tại sao lại muốn giết mình. Michael nói bản thân anh ta cũng không còn cách nào khác. Nếu anh ta không giết Will, thì những người đó sẽ giết người nhà của anh. Michael với được khẩu súng muốn bắn Will. Will vô cùng bất lực, chỉ còn cách đập cổ Michael xuống bàn bia. Anh lại giết thêm một người nữa. Khoảnh khắc anh giết người đã bị quay lại. Đây là một trò chơi chết chóc. Trong lúc Will và Michael ẩu đả, rất nhiều người rảnh rỗi nhưng lắm tiền đang ở nơi tổ chức trò chơi đặt cược. Họ đang đốt rất nhiều tiền để xem trò chơi này. Đây cũng chính là bản nâng cấp của trò chơi chết chóc. Will bị kéo vào trò chơi này như một con mồi. Điều kiện của ván cược chính là Will có chết hay không, khi nào sẽ chết. Vì Will là giết người nên cảnh sát tìm đến anh để điều tra. Thế nhưng dưới sự chứng kiến của nhiều người, họ đã nhanh chóng làm chứng cho anh chỉ là đang tự vệ, không cố ý giết người. Vì thế Will không bị bắt. Will tìm đến một người bạn trong nhóm thợ săn tiền thưởng của mình, Lance. Anh muốn cùng với Lance điều tra xem chuyện gì đang diễn ra. Bố của Will nghi ngờ nên đã chỉ súng về phía Lance. Ông khuyên Will nên tin tưởng cảnh sát, hãy để cảnh sát đi điều tra. Nhưng Will vẫn quyết định đi cùng Lance. Hai người lên đường đi đến một nơi hoang vắng. Trên đường đi, Will cảm thấy Lance cũng có gì đó bất thường, vì anh ta giống với Michael, luôn nhìn ngó xung quanh. Lúc này Lance bất ngờ rút súng ra muốn giết Will. Sau một hồi giằng co, Will vội nhảy xuống khỏi xe, lăn xuống hẻm núi. Lance lấy ra từ cốp xe một khẩu súng trường và khẩu HK416, bắt đầu bước về phía hẻm núi. Không ngờ là Will trốn trong đất, đứng dậy tấn công hắn. Anh cướp được khẩu súng trường, bắn trả hắn ta. Ván cược trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Sự sống chết của Will trở thành trò tiêu khiển của họ. Will nấp ở một chỗ chờ hắn đến gần thì lao ra tấn công. Cả hai vật nhau ở trên mặt đất. Anh vẫn không hiểu tại sao Lance lại muốn giết mình. Will lấy được một con dao trong giày của Lance. Anh tấn công hắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lance đuổi theo liên tục nổ súng. Lúc này có hai người lái xe địa hình đến. Họ ở trên cao quan sát hai người. Will xuất hiện phía sau tấn công Lance ngã xuống đất. Sau một hồi vật lộn đánh nhau liên tục, Will đã nổ súng bắn chết Lance. Will lại thắng trong trò chơi này. Ván cược trở nên kích thích hơn. Những con số cá cược tăng lên chóng mặt. Will lúc này vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đang bị thương, còn mắc kẹt ở nơi hoang vắng không người. Lúc này bất ngờ lại có một người khác tấn công anh. Hắn là một xạ thủ đang ở trên đỉnh núi, dùng khẩu súng với kích thước 12-7mm bắn anh. Đây là một khẩu súng Barrett bắn tỉa cỡ nòng lớn, một khẩu súng hàng nặng với sức công phá khủng. Will khổ sở tránh đạn, vội vàng nấp sau một tảng đá lớn. Anh tạm thời tránh được mưa đạn, cầm súng lên định bắn trả. Thế nhưng hắn ta lại ở trên cao quá xa, phạm vi vượt ngoài sức của anh. Will nhanh chóng bị mảnh vỡ tảng đá làm cho bị thương. Vào đúng lúc đó, có một chiếc xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện.
cô nhìn thấy Will cầm súng trên tay, yêu cầu anh đầu hàng. Will cố gắng giải thích, nhưng nữ cảnh sát lại tiến gần anh để bắt anh đầu hàng ngay lập tức. Tên xạ thủ nhanh chóng điều chỉnh tầm ngắm, một phát bắn chết nữ cảnh sát. Will vội vàng tiến lại kiểm tra, anh thấy rất hoảng sợ. Hắn ta thay đạn tiếp tục tấn công Will. Will núp sau xe làm lá chắn. Tên xạ thủ không nhìn thấy Will, hắn phải cầm cây súng di chuyển tấn công ở tầm ngắm khác. Dưới sức công phá của khẩu súng hàng nặng, cửa xe cứng như vậy cũng bị vỡ nát. Will nhanh chóng trốn ở dưới gầm xe, tạm thời ngăn được nguy hiểm. Đúng lúc này có một chiếc xe địa hình đi đến, là bạn cùng đội của Will, Harrigan. Will vội vàng chạy lên xe của Harrigan. Hai người lái xe chạy nhanh khỏi chỗ này. Tên xạ thủ cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo. Sau khi đến nơi an toàn, Will lập tức hỏi Harrigan chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Anh không hiểu tại sao những người anh em lại muốn giết chết anh. Harrigan dẫn anh vào nhà. Thì ra sau khi Cyrus bị giết chết, Baccaro cánh tay phải của Cyrus đã thế chỗ hắn. Hắn ta còn tệ hại hơn Cyrus. Mục tiêu của chúng chính là giết chết Will. Chỉ cần Will không chết thì trò chơi vẫn tiếp tục. Khi Will chết, mọi chuyện mới kết thúc. Will sau khi biết anh muốn đi xin sự trợ giúp của cảnh sát, thế nhưng anh đã giết chết hai người. Cảnh sát có còn tin anh không? Will nói chính anh sẽ tìm được đám người này. Bằng chứng là hắn đã đe dọa đồng đội của anh dẫn đến giết nhau. Nhưng bây giờ họ cần phải giải quyết tên xạ thủ ở ngoài kia trước đã. Một vòng đánh cược nữa lại bắt đầu. Tên xạ thủ lại lần nữa xuất hiện. Harrigan và Will cầm theo súng ngắn chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng họ đột nhiên bị tập kích. Tên xạ thủ dựa vào sức công phá của khẩu súng từ xa đã phá nát căn nhà. Hai người nhanh chóng chạy trốn. Bên sân bị va đập quá mạnh, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhìn thấy vụ nổ, đám người kia vô cùng phấn khích. Họ lại điên cuồng đánh cược. Thế nhưng Will vẫn chưa chết. Hai người lên xe rời khỏi. Tên xạ thủ lại lần nữa cầm súng lái xe đuổi theo họ. Chạy được một lúc, họ đến được một trạm xăng. Họ nhanh chóng di chuyển vào siêu thị ở đó để trốn. Will liền gọi điện cho bố mình yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng tên xạ thủ cũng đuổi kịp đến nơi. Lần này hắn dùng khẩu súng trường bắn tỉa loại nhỏ bắn vào trong siêu thị, nhưng không thể bắn trúng Will được. Hắn lái xe chạy một vòng, sau đó lôi ra một khẩu súng liên thanh bắn loạn xạ vào bên trong chỗ Will núp, nhưng vẫn không trúng. Hắn tức giận chạy xe một vòng, sau đó ném hơi cay vào trong. Will và Harrigan cùng cô gái nhân viên siêu thị nhanh chóng chạy ra ngoài. Tên xạ thủ lại bắn loạn xạ hết lớp đạn này đến lớp đạn khác mà vẫn không trúng. Trong lúc hỗn loạn, bình xăng bị vỡ, làm chiếc xe bị nổ tung. Đúng lúc này, bố của Will đã xuất hiện. Hai người vội vàng lên xe, Will lại chạy trốn thành công. Người đặt cược không thể đoán được khi nào Will sẽ chết. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Nhóm người Will đang trên đường bỏ chạy thì đột nhiên bị chặn lại bởi một xe cứu hỏa. Họ chỉ có thể quay lại, nhưng không ngờ đây lại là một cái bẫy. Bom đạn chôn đầy hai bên đường. Những hòn đá hai bên đường có đánh dấu đỏ, xem ra lại có người đến giết Will. Chỉ có thể lại là đồng nghiệp của anh. Will không muốn lỗi bố vào chuyện này. Anh chỉ còn cách đấm cho ông ấy ngất đi. Sau đó cùng Harrigan rời đi. Họ luồn lách qua những hố bom. Thật may mắn họ vẫn còn sống sót. Will phát hiện ra người đàn ông gây nổ là Cobb. Hắn ta bị phát hiện thì vội vã bỏ chạy. Will đuổi kịp chỉ súng về phía hắn ta. Hắn nói, anh mà bắn là tôi rút chốt trong lúc ngã đấy. Nói xong thì hắn liền kéo chốt bom. Will nhìn thấy liền xông đến đánh hắn. Hai người lăn lộn trên đất, quả bom trên tay hắn rơi xuống đất. Will vội vã ném quả bom ra xa, rồi ôm lấy Cobb nằm xuống. Quả bom phát nổ, may mà họ không chết. Đúng lúc này, tên xạ thủ vẫn chưa chết xuất hiện, lại tiếp tục dùng khẩu súng hạng nặng ngắm bắn từ xa. Will nói, Cobb hãy đi cùng họ. Ba người vừa rời đi thì lại gặp một cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu họ không được cử động, nhưng tên xạ thủ từ xa đã bắn trúng Will với khẩu 12,7mm hạng nặng như thế. Will bị thương không hề nhẹ. Cảnh sát trưởng nhìn thấy vậy, lập tức hạ khẩu súng trường M16 tự động, bắn điên cuồng lên đỉnh núi. Tên xạ thủ vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ đó. Will bị trúng đạn bị thương rất nặng, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Súng bắn tỉa này thật không khác gì quả bom nước. Nhìn thấy Will bị thương đến sống dở chết dở, người ở sòng bài vô cùng phấn khích. Được một nửa chặng đường, Will cuối cùng cũng bị thương. Thế nhưng tất cả nhanh chóng phát hiện Will vẫn chưa chết. Cốp lại đến, ba người hợp sức lại đánh gục cảnh sát, cho nổ một quả bom rồi mới rời đi. Tên đầu não vô cùng tức giận, hắn ta đã đưa ra một ý, Will càng sống lâu tỷ lệ cược càng cao. Lúc này Cốp trên đường đã nói với Will, anh đã cứu mạng tôi đoán nên đền ơn anh. Thật ra anh ta cũng không muốn làm những chuyện như thế này. Trên đường đi họ bất ngờ gặp lại bố của Will. Hóa ra ông tìm được một giấy tờ trên xe, là địa điểm nơi mà Will muốn đến. Ông muốn cùng Will đi báo thù. Will rất cảm động vì bố đã luôn bên cạnh anh. Ông hướng súng lên trời bắn nát máy bay không người lái. Đêm đến, họ lại một lần nữa khoác trên mình bộ đồ của thợ săn tiền thưởng, đi theo bản đồ đến địa điểm trò chơi. Một trận đấu súng khốc liệt diễn ra với những vụ nổ bao trùm, ngọn lửa rực sáng như sao. Trên xe là hai bố con. Dưới sự hợp tác của nhiều người, Will nhanh chóng bắt được tên xạ thủ bắn chết hắn ta. Nhóm người tiếp tục tiến lên, Cốp thì liên tục ném bom vào bên trong, tạo ra những tiếng nổ lớn. Will và những người khác bắn giết được nhiều người, cuối cùng ép tên đứng đầu phải lộ diện. Đây quả là một trò chơi thật thú vị. Hắn ta cũng tự tham gia vào trò chơi này, đúng là thật
thật điên rồ. Hai người đối đầu với nhau, hắn ta nói trò chơi đến đây là kết thúc rồi, nhưng Will tiến lên đánh cho hắn ta một trận. Sau một hồi vật lộn, hắn ta chỉ hoàn toàn bị Will đánh. Hắn dùng một con dao để tấn công anh, nhưng lại bị Will dùng nó đâm vào bụng, sau đó cho một nhát vào cổ họng. Trò chơi đến đây thực sự kết thúc rồi. Đây là một bộ phim hành động của đạo diễn Brower Rand, đã đạt trên Duban cao tới 4.2 điểm, được người xem đánh giá rất cao. Khi trò chơi kết thúc, cảnh sát đến hiện trường, điều tra và thu dọn hiện trường. Hai bố con Will cũng an toàn. Những hiểu lầm và trước kia đều được xóa bỏ. Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc tại đây. Hy vọng các bạn thích bộ phim lần này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hẹn gặp các bạn trong những bộ phim tiếp theo.